Hồ sơ sinh tồn Super Weekend PMP tháng 10 sẽ đem đến cho các bạn một gương mặt lạ mà quen, tân binh Lamborghini của Infinity IQ. Từng được biết đến với một cái tên rất quen thuộc, đó là Cao Vũ Hoàng Hưng, tên thật của Lamborghini, nhưng chắc ít ai ngờ rằng tuyển thủ kinh nghiệm thi đấu dày dạn này mới chỉ sinh năm 2001. Có thể nói về tuổi đời của anh còn rất trẻ, nhưng tuổi nghề thì Lamborghini đã thuộc vào hàng gạo cội của PUBG Mobile chuyên nghiệp với một mùa PMCO và hai mùa PMPL. Vị trí thi đấu của anh tại 2E tiếp tục là tăng cơ, thích hợp kiểu chơi đọ tay to, ăn thịt tìm địch, một chấp 2 và chấp 3. Sau nhiều năm thi đấu thì Lamborghini tự nhận thấy mình là một pháp sư huyền thoại của PUBG Mobile với khả năng giơ tay để làm phép bò độ hoặc là giơ súng để làm phép khiến đội bạn bốc hơi khỏi bản đồ, cùng với nhiều chiêu thức bí truyền khác nữa. Màn ra mắt của Lamborghini trong màu áo 2E tại Super Weekend là vô cùng ấn tượng khi đứng đầu về số mạng hạ gục, hơn người đứng sau 6 điểm. Kéo theo đó là một chỉ số sát thương với hơn 150 điểm cách biệt người đứng sau. Với vị trí là một tăng cờ, màn trình diễn của anh ở hai hạng mục chính là không có gì để chê trách. Không chỉ vậy, Lamborghini chỉ đứng hạng thứ 32 về chống chịu sát thương, chứng tỏ trong các tình huống giao tranh, đối thủ chỉ gây được rất ít sát thương lên anh thì đã nằm xuống. Sự toàn diện của tuyển thủ này không dừng lại ở đó. Anh đứng đầu về sử dụng smoke, có vẻ mỗi pha giao tranh của anh khi thi đấu đều được tính toán rất bài vở. Sự xuất sắc của Lamborghini đã chứng minh được qua rất nhiều mùa giải. Việc chuyển sang thi đấu cho Infinity IQ có lẽ không làm ảnh hưởng đến phong độ và khả năng của anh. Mong rằng trong màu áo mới, cái tên mới sẽ giúp tuyển thủ này gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. PUBG Mobile Esports Việt Nam và PUBG Mobile Việt Nam, kênh YouTube PUBG Mobile Việt Nam. Hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất về những giải đấu Esports đỉnh cao của chúng tôi.